thoại vừa ra mắt đã gây choáng ông Phạm Nhật Vượng quyết chơi lớn. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Vừa mới ra mắt nhưng Vsmart đã vượt qua Mobistar với thị phần khoảng 2%. Thừa thắng xông lên, tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng đã bắt đầu xây dựng nhà máy với công suất lên tới 125 triệu máy trên một năm. Trong phiên sáng đầu tuần ngày 10 tháng 6, trong khi thanh khoản vẫn yếu ở chỉ số đều vẫn giữ trạng thái tăng, VN Index đăng 5,32 điểm, tương ứng với 0,56% lên 963,6 điểm. HNS Index tăng 0,17 điểm, tương ứng với 0,16% và lên 104,37 điểm. Trong phiên sáng nay, Vietnam Index đã được sự hậu thuẫn đắc lực từ VCB khi chỉ riêng mã này đã đóng góp 1,55 điểm cho chỉ số. Bên cạnh đó, VIC, GAS, VMM, VGC cũng đã tăng giá và ảnh hưởng tích cực đến diễn biến thị trường chung. Ngược lại, những mã khác như EIB, ROS, VSC, ANV lại giảm giá và có ảnh hưởng tiêu cực, song mức kích động của những mã này lại không đáng kể. Thị trường tăng nhưng thanh khoản mất hút, tổng cộng 76,070 triệu cổ phiếu đã được giao dịch tương ứng với 1.765,53 tỷ đồng trên HSX và 9,13 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 123,43 tỷ đồng trên HNX. Cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup sáng nay cũng tăng thêm 800 đồng, tương ứng với 0,68% lên 117.800 đồng trên một cổ phiếu và đang có xu hướng nới rộng biến độ tăng. Trong tuần trước, mã này cũng đã có diễn biến rất tích cực. Giá cổ phiếu của Vingroup đang ảnh hưởng khá nhạy trước những thông tin khả quan của tập đoàn này về kế hoạch mở rộng sản xuất điện thoại Vinsmart. Được biết, khi số liệu mới nhất từ GFK trong 4 tháng đầu năm 2019, thương hiệu điện thoại của tập đoàn Vingroup Vinsmart đã chiếm khoảng 2% thị phần di động điện thoại Việt Nam, so với tỷ lệ gần 47% của Samsung hay 22% của Oppo, nhưng rõ ràng thị phần của tân binh này không thua kém với thương hiệu phổ biến như Nokia, Weibo và Realme. Đáng chú ý là thương hiệu điện thoại của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thế chỗ cho Mobistar và đánh bật Mobistar ra khỏi hệ thống thống kê của GFK. Trong một biến động mới nhất, trong ngày hôm nay, Vingroup đã khởi động công dự án nhà máy sản xuất điện thoại Vinsmart tại khu công nghiệp Hòa Lạc với công suất giai đoạn 1, dự kiến hoàn thiện vào ngày 5 tháng 8 tới sẽ là 23 triệu máy trên một năm và sẽ nâng cấp lên 34 triệu máy vào tháng 10 năm 2019 trước khi đạt công suất cao nhất là 125 triệu máy trên một năm, chính thức hoàn thiện vào năm 2020. Trở lại với thị trường chứng khoán, theo nhận định của công ty chứng khoán VCBS, áp lực rút chạy của dòng tiền tiếp tục áp đảo phần lớn thời gian giao dịch trong tuần qua. Tuy nhiên, lực cầu bắt máy ở đấy cuối tuần cộng hưởng với những thông tin tích cực trên thế giới là điểm sáng và kỳ vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giao dịch khởi sắc trong tuần này. Bên cạnh đó, việc các nước đang tăng trưởng thương mại với Mỹ như Mexico hay Trung Quốc bắt đầu phát đi tín hiệu về khả năng ngồi lại đàm phán trong thời gian tới sẽ phần nào giải tỏa được tâm lý tiêu cực đang hiện hữu của nhiều nhà đầu tư. Trong bối cảnh hiện tại, VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ với những cổ phiếu có mức vốn trung bình, nhưng vốn cần sự tôn trọng, tuyệt đối tuân thủ theo luật đầu tư và sẵn sàng tất toán vị thế nếu thị trường diễn biến ngược lại với kỳ vọng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Sơn La nâng điểm thi giá 1 tỷ đồng bằng lương 30 năm làm nghề giáo. Một giáo viên đi dạy bằng sức lao động chính đáng, tính cả tiền dạy thêm, gia sư, tích góp cả đời cũng khó lòng chạm đến con số tiền 1 tỷ đồng. Đó là chia sẻ của giáo viên trước thông tin về gian lận điểm thi ở Sơn La. Có bị can khai với công an để rút bài thi sửa điểm 3 môn đạt mức điểm theo yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp giá là 1 tỷ đồng.